mấy đứa nhỏ ngủ rồi, các bà mẹ lại gặp nhau thôi. Và lần này mọi người ơi, đoán xem chúng ta sẽ gặp ai trên Gợi Ý nha. Đây là một trong những chị đẹp, đẹp thiệt là đẹp, mà quan trọng là trẻ ơi là trẻ, mỗi năm lại càng thấy cô ấy trẻ hơn, năng động hơn, và cái ánh sáng hào quang xung quanh cô ấy lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Thì hôm nay mọi người sẽ cùng trò chuyện với, đúng rồi đó, Hoàng Oanh chứ ai. Xin chào Hoàng Oanh. Xin chào chị Liêu Hà Trinh và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Em đạp sóng nên vẽ gió tới đâu rồi nè? Em chuyển qua đạp vịt rồi. Hai mẹ con em chuẩn bị về đạp vịt rồi. Thật sự là em thấy khi mà thử thách với một điều gì đó mới thì rất là thú vị, nhưng mà tốn rất nhiều năng lượng. Giống như cái việc mà chị em mình làm thường ngày thì nó giống như một thói quen, nó rất là dễ. Nhưng mà cái gì mà không phải là một sở trường của mình thì tốn gấp đôi, gấp ba năng lượng. Yeah. Chị đã từng thấy em tốn gấp đôi, gấp ba năng lượng trong những cái phần hóa thân ở thời thanh xuân. Thí dụ như là em làm diễn giả về tình yêu, em nhớ không? Yeah. Chị cực kỳ thích hình ảnh đó. Và rất nhiều bạn trẻ cũng đã chia sẻ video clip đó, chứng minh rằng là Hoàng Oanh nói là cô ấy ngại thôi, chứ nếu mà tập trung làm thì làm vẫn ok nha. Có nghĩa là mình vẫn làm được, nhưng vẫn mà chuyên nghiệp. Khi mình làm thì mình sẽ phải tập trung và cố gắng nhiều lần hơn cái công việc hàng ngày mình làm. Hình như em là người đóng băng tuổi trẻ đúng không? Chị thấy là từ cái hồi chị gặp em hồi hot vi tin là năm em 17, 18 tuổi tới bây giờ không có thay đổi gì hết. Cũng có thay đổi một chút xíu, nhưng mà may mắn là cái giao diện của mình không có bị thời gian bào mòn cho lắm. Nhưng mà em không bằng chị. Đối với chị Trinh là em thấy là thậm chí là cái vẻ đẹp của chị nó thụt lùi so với tuổi tác luôn. Có nghĩa là càng ngày cái tuổi của chị ấy, nhìn thấy nó càng nhỏ lại. Chị trẻ hơn đúng không? Chị trẻ, càng ngày càng trẻ. Cái hồi mà em mới gặp chị là chị già dữ lắm. Là em đang khen dữ chưa? Dạ không, ý em là cái hồi mà em mới gặp chị là chị rất là nhìn trưởng thành, là nhìn chín chắn, là em nhìn tưởng chị mấy tuổi? Người chị lớn, em nghĩ lúc đó chắc chị phải u 40 á. Nhưng mà bây giờ thì chị giống như là 20 vậy đó. Quá đẹp. Đau lòng quá. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, cô ấy này thẳng tính lắm. Nhưng mà nguy hiểm nha chị. Sao vậy? Tính thẳng thì đôi khi mình cũng dễ làm người khác buồn lòng. Hồi trẻ mình nghĩ như vậy là chân thật, là bộc trực. Nhưng mà đôi khi sẽ có những người ta cảm thấy buồn. Có ai làm buồn mà bởi em nói những cái điều mà họ không muốn nghe không? Thật ra thì nghiêm trọng thì chưa có nghiêm trọng. Nhưng mà thỉnh thoảng mình tự nhìn lại, mình thấy mình làm như vậy là chưa đúng. Ví dụ trong ekip mà có ai làm sai thì khi mình bực thì mình sẽ nói thẳng ra luôn là cái này sai rồi, tại sao cái này lại sai. Thì khi mà mình chỉ thẳng một người sai trước mặt những người khác thì họ quê. Để tính ra em biết được vấn đề đó chứ như mặc dù mà họ không giận luôn nha, có nghĩa là họ biết cái tính mình luôn, nhưng mà họ lại buồn, họ buồn bản thân họ là họ đã làm chưa tốt. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình làm như thế thì mình làm nhục chí của mọi người, làm xuống tinh thần. Thay vì vậy thì mình sẽ lấy cái khuyết điểm đó để mà mình làm một cái kinh nghiệm chung cho tất cả mọi người cùng học với nhau, mình sẽ khéo léo hơn. Thì bây giờ là em đỡ rồi, chứ ngày trước là em là kiểu mà nóng giận hay là bực bội hay là buồn hay vui gì đó, người ta nhìn cái mặt em là người ta biết liền. Bao nhiêu cảm xúc là nó ra ngoài hồi hết. Hồi xưa là Oanh nóng lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi. Và theo Oanh đó là hồi xưa Trinh già lắm. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Ê, thiệt nha, bây giờ coi lại mấy cái tấm hình mà cách đây khoảng 5-6 năm thôi đó là chị đã thấy mắc cười lắm rồi. Tại sao mình có thể để tóc dài như thế mà mình uống loạn xoăn, mình phải gắn cái lông mi giả dày như thế, mình đánh make up đậm như thế. Nhưng mà hồi đó em rất thích chị luôn. Em rất thích chị Trinh không? Thật sự, tại vì giữa một dàn tuổi teen, tụi em đứa nào cũng lóc cha lóc chóc rồi em định đó là tự nhiên có một bà già ghê luôn. Mình thích bà ghê. Không, có một bà nhìn chị rất là trưởng thành, nhìn chị giống như là bảo vệ tất cả mọi người khác á. Có nghĩa là nếu mình muốn làm cái gì mà mình không biết quyết định gì á, mình hỏi chị Trinh thì mình biết là người này sẽ đưa ra được cái quyết định cho mình. Không biết là hồi đó chị có phải là một người như vậy không? Chị phải giả vờ làm như vậy á. Giả vờ hả? Theo em nói cái chữ lão hóa ngược nó cũng chính xác nha. Tại vì thời đó thứ nhất là mình không biết cách ăn mặc, thứ hai là mình làm trong môi trường giáo dục là tòa soạn báo VTM hồi xưa là trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thì mình thấy là mình có trách nhiệm, mình phải viết ra những điều đúng đắn, mình phải định hướng cho giới trẻ. Mà điều đúng đắn với giới trẻ là gì? Đó là một hình mẫu của một người giám thị, một đội sao đỏ. Lúc đó mình tốn cũng 10 năm trong nghề. Chị gặp em trong giai đoạn đó, đội hot tin năm đó em bừng sáng như một bông hoa. Và anh Tùng Leo cứ khen em mãi. Sao bây giờ anh không khen nữa ta? Anh khen mà khen ngầm em. Nha, anh Tùng Leo là một người mà mình không bao giờ thấy ảnh khen mình hay là công khai cái điều gì đó đi với mình. Nhưng mà mỗi lần gặp lại ảnh thì ảnh đều ra ôm mình cái vậy thôi. Anh nói gì với em khi mà ảnh gặp lại? Đó, em nói với chị là anh, mình thấy mình làm biết bao nhiêu thành tích, là mình chỉ mong cái người thầy đầu tiên của mình á, hay là một người anh trong nghề của mình á, sẽ khen mình. Nhưng mà trong chặng đường 16-17 năm em đi làm tới bây giờ em vẫn chưa nghe anh khen một câu nào. Nhưng mỗi lần mà anh gặp em thì em thấy là anh tự hào, và mỗi lần anh gặp em thì anh chỉ ra ôm một cái. Có nhiều cái nó sâu sắc đến mức mà tất cả mọi lời nó đều không cần thiết nữa. Trong đời mình mà có một vài những mối quan hệ như thế thì thật sự là rất là quý giá. Là em muốn có một cái ôm của một người mà em đã từng tin tưởng, động viên để biết rằng là cô bé ơi, em đã làm rất là tốt. Yeah. Em có thường tự ôm mình như vậy không? Cái này là một cái dở của em. Sau nhiều việc á thì em phát hiện ra là mình hơi bị, nó gọi là self esteem, nó là tự công nhận, cái sự tự tin. Nhưng mà nó hơn cả cái sự tự tin là cái sự tự công nhận bản thân mình. Mình không có đi đòi hỏi hay là mong cầu ở người khác. Gia đình em lúc bé thì cũng không có giàu có gì, cũng có rất là nhiều những khó khăn, những cái biến cố. Mình luôn muốn là mình là một người chị lớn, một người con cả trong gia đình, là mình phải bảo vệ những người xung quanh. Và mình luôn cảm thấy là mình chưa làm tốt. Thế là mình luôn mong cầu được cái sự công nhận từ người khác. Mình luôn cảm thấy tự ti sâu tận bên trong. Mặc dù là ở ngoài mọi người sẽ thấy em rất là tự tin nha, nhưng mà trong suốt cái hành trình lớn lên và đi làm của mình á, thì luôn sâu bên trong là một cái sự tự ti. Mình luôn cảm thấy mình chưa đủ. Đến gần đây thôi, đến cách đây khoảng 2 năm thôi, thì em bắt đầu em mới thoát ra được cái việc là mong cầu cái sự công nhận từ người khác đó, mà mình bắt đầu mình nhìn nhận lại chính bản thân mình và mình tự động viên mình. Thì như chị Trinh hỏi em là em có làm điều đó không, thì có, em làm nhiều. Và thậm chí em làm hình thể luôn, nghĩa là em tự động viên bằng lời nói, em tự động viên bằng suy nghĩ, và em tự ôm bản thân em luôn. Mình rất dễ buồn nha, mình cũng rất dễ vui, mà mình cũng rất dễ cảm thấy bức xúc. Cái suy nghĩ của mình nó không có theo kịp với cái bản năng và cái cảm xúc ở trong mình. Thì cái duy nhất mà theo kịp đó là mình đặt tay lên người mình, ôm mình lại, giữ mình lại. Mình giữ mình lại khỏi những cái bốc đồng, rồi mình giữ mình lại khỏi những cái tủi thân, những cái hờn giận. Và mình xoa dịu chính bản thân mình, và mình bảo là không sao, mình ổn. Ngày trước thì mình hay chống đối lại với những cái điều mình không thích ở bản thân. Nhưng bây giờ thì mình chấp nhận, mình sẽ tự ôm mình, và mình không chống đối với những điều đó, mà mình bảo là bạn được quyền cảm thấy như thế. Thôi bây giờ em hướng dẫn chị đi, tại vì chị cảm thấy điều này rất thú vị luôn á. Hồi đó chị đi làng Mai á, thì ở đó người ta dạy thiền ôm. Nhưng chị thấy là một cái người sống gấp như chị á, học tập không có đủ. Mỗi lần chị ôm người ta có, ví dụ hai đứa mình ôm nhau đi vậy nè, chị thử cho em coi nha. Chị ôm như kiểu là xong rồi chị buông ra. Thứ nhất, có thể chị nhận ra là mình sống gấp, mình phải đi tiếp. Ở trong họp báo thì mình ôm nhau, cái mình phải đi tiếp. Cái thứ hai là chị ngại, chị mắc cỡ, chị sợ ôm em xong rồi em có thấy nóng không, em có phải đi vội hay không, em có thích người khác ôm em mà là người lạ không. Mà chị có ngại thiệt không? Chị ngại thật. Tại sao mình không thực hành được cái này? Các sư thầy sư cô bảo là con thiền á, ôm á, con phải ôm đến khi nào ít nhất là 10 mấy giây, và con cảm nhận được đây là một thực thể sống có quá khứ, đây là một người cũng có nhiều cái nỗi niềm, họ cũng có nhiều cái sự mệt mỏi. Và giống như ôm một đứa trẻ đó, mình phải ôm đến khi nào đứa trẻ đó cảm thấy an toàn và hai cái cảm xúc nó gặp nhau. Đến lúc mà người ta xúc động á, thì mình mới buông ra, và hơi ấm đó mới là hơi ấm có giá trị. Chứ không phải là như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, con ôm cho có rồi con buông ra, thì cái ôm đó nó không thật sự mang lại cái tác dụng. Chị rất tâm đắc điều đó, nhưng chị chưa bao giờ làm được cái thiền ôm này. Nhưng mà em gợi cho chị điều này á, chị nhận ra là không cần thực hành với một người nào xa lạ đâu, nên mình mắc cỡ. Mình thực hành với bản thân mình nó cũng là một cách đó. Những lúc mà mình stress quá, lúc mà các mẹ bỉm sữa cảm thấy là hành trình này gian nan quá, thì họ cũng có thể tự ôm họ nếu không có đối tác. Vậy Oanh, bây giờ em thử chỉ vậy nha, em hướng dẫn chị lại, để mà trong vòng khoảng 1 phút đó, chị có thể tự thực hành, chị ôm lấy chị đó đó, thấy không, mà không có bị đổ bể đó. Thì giờ chị phải làm sao? Hôm nay em nghe chị nói thì em mới biết là có thiền ôm. Trước giờ em không có biết cái lý thuyết này. Tới một ngày em cảm thấy là không có ai ở xung quanh để ôm mình á, thì buộc nó diễn ra một cái hành động như thế. Mình cũng vô thức thôi. Và vô thức từ cái lần đầu tiên đấy, mình cảm thấy ồ, nó có hiệu quả với bản thân mình. Chắc là mỗi người sẽ có một cái điều gì đó hiệu quả với họ. Có thể đối với chị Trinh nó không phải là một cái ôm, nhưng mà nó sẽ là một cái điều gì khác. Nhưng mà ở trong cái ôm của chị Trinh lúc nãy, em cảm giác được một người mạnh mẽ và một người sẽ đi động viên người khác hơn là chờ người khác động viên mình. Cho nên chị không có ôm cái kiểu là hãy chia sẻ với tôi đi, hãy an ủi tôi đi, mà là cố lên. Cái của chị đúng rồi, cố lên chàng trai, đang làm rất tốt rồi. Hey, em nói chị mới nhận ra đúng không? Vậy tại sao mình phải trách bản thân mình là không ôm đủ mười mấy giây? Cho nên em nghĩ là mỗi người có một cái cách. Đúng rồi. Có thể là tại vì hồi nhỏ chị không có được ôm nhiều, nên chị chưa có cảm nhận được cái ôm nó ấm áp như thế nào và nó cần thiết ra sao. Tại ba mẹ mình là dân lao động mà, phải đi làm suốt, hoặc là cũng hơi nghiêm khắc với mình, cho ăn roi nhiều hơn á, là ôi con gái cưng của ba mẹ. Thì mình không có cảm nhận được là cái điều đó nó ấm áp ra sao. Thì tiềm thức của mình nghĩ rằng là mặc nhiên những đứa trẻ sẽ ăn roi, hoặc là mặc nhiên những đứa trẻ sẽ bị la, và sẽ không cần thiết có mấy cái này đâu, mấy cái này xa lạ với mình quá, mình mắc cỡ ghê, nó không có quen thuộc với chị. Nên là chị đã thay đổi một chút trong hành trình mà nuôi dạy Luca. Chị thiếu cái đó, nên chị cho nó rất là nhiều. Và chị nhận ra Luca cực kỳ hạnh phúc khi được ôm ấp nhiều. Ngược lại với những gì người ta nói là đừng để con bám hơi sau này khó đi làm đó, thì đứa trẻ này thức dậy cũng cười, ôm cũng cười. Khi mà mình vỗ về bé hát theo cái điệu ru của mình, và chị nhìn thấy cái sự ấm áp và hạnh phúc đó, chị cũng muốn chảy nước mắt luôn. Chị nghĩ thì ra một cái ôm nó chánh niệm mà nó lâu á, nó hạnh phúc như vậy. Sao mình cứ muốn ôm người này mãi, mình không muốn rời đi, mình không muốn làm việc gì, không muốn sống gấp nữa, mình chỉ muốn ôm hoài thôi. Cái hơi ấm và cái mùi thơm này nó dễ chịu quá. Em có đọc một cái cuốn sách nó gọi là Love Languages, có nghĩa là những ngôn ngữ tình yêu. Chúng ta có 5 ngôn ngữ tình yêu. Ví dụ có những người là thể hiện tình yêu thương bằng những lời động viên, lời nói cố lên em đã làm rất tuyệt vời rồi. Đúng rồi, có những người thể hiện bằng cái ôm, cái touch, cái va chạm. Rồi có những người thể hiện là bằng cái thời gian dành cho nhau, thích là tham gia những hoạt động chung với nhau. Có những người thì họ thích quà tặng, có nghĩa là cứ tặng quà là thể hiện yêu thương. Chuyển khoản cho chị đúng đi rồi, là yêu chị rồi. Đúng rồi. Và cái cuối cùng nữa là có những người họ thích được giúp đỡ bằng cái hành động cụ thể, giống như là anh làm việc nhà cho em đi, anh thay tã giùm em đi, anh ru con ngủ giùm em đi để em được ngủ một chút. Thì em phát hiện ra bản thân em là một người cần sự giúp đỡ. Còn thí dụ như chị Trinh sẽ cần một cái khác thì em cũng không biết. Chuyển khoản cho chị đi, chuyển khoản chị đúng không? Như vậy là giúp đỡ bằng gì ta? Cái này không có trong ngôn ngữ tình yêu nha. Ủa, cái này là ngôn ngữ thứ 6 nè. Là giúp đỡ về mặt kinh tế. Thật ra mình nói đùa vậy thôi, nhưng mà mình nhận ra là 5 ngôn ngữ tình yêu đó thật sự rất là hữu ích khi mà nó kết hợp cùng nhau. Bởi vì cũng không ai nói rằng là chỉ cần cho tiền tôi thôi, không cần nói gì hết, chỉ cần nói động viên tôi thôi, không cần đồng hành với tôi trong việc nhà của không được luôn. Anh thấy em khổ quá ha, em cực quá, em nấu rửa chén tay em gân tùm lum mà, thôi anh đi ngủ đây. Nói không à, không làm. Hơi kỳ nha Bụt, hiểu không? Thì chị 5 ngôn ngữ đó không phải để chúng ta phân loại mình thuộc loại ngôn ngữ nào để phát triển, hoặc là cần loại nào để khuyến khích người ta đồng hành với mình, mà là mình cần kết hợp cả 5 loại ngôn ngữ đó để đối phương cảm nhận toàn diện mọi giác quan là mình đang thực sự có mặt. Giống như anh có mặt với Trinh hôm nay nè mọi người. Mới vừa sinh xong là một cái podcast cũng khá là vất vả. Alo, cái anh nói để em qua. Thế là cổ trang điểm gọn gàng, đang rất là bận, hơi sụt xịt cũng chạy qua giúp đỡ. Nói những lời thật là ngọt ngào dễ thương, và sự khả ái và cái năng lượng tử tế này là điều mà chị luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được từ Oanh. Em cảm ơn chị, trời em rất là hạnh phúc khi mà chị nói những lời về luôn á. Chị không có gì nhiều mà cái bánh mình ngồi mình ăn là nó mập lắm từ từ. Là đó, cái tình cảm của chị đó. Tình cảm của chị là thường sẽ thể hiện qua cái chuyện em muốn gì, em ăn cái gì, em có đói bụng không? Cho đi, chị sẽ tặng quà hay cho đi. Em có cảm nhận được khi mà em phát triển 5 giác quan yêu của mình không? Khi mà sinh một đứa con ra, nó bổ khuyết cho tất cả những gì mà em cần trong cuộc sống này. Hồi nãy khi mà chị hỏi về cái thực hành ôm á, em cũng nghĩ ngay đến điều đó. Chị Trinh cũng muốn thực hành ôm, thì ôm Luca là chị đã đang làm điều đó rồi. Ôm rụt tay luôn, 7,5 kg là ôm mà lên chuột luôn chị. Ôm lên chuột mà em lên chuột. Tại vì bây giờ là bạn hơn 3,5 tuổi rồi, bạn nặng bạn rất là bự rồi mà bạn vẫn mẹ ôm con đi. Nếu như mình một người không có hay ôm, cái điều thực hành dễ dàng nhất đó là ôm con của mình, là một cái nguồn năng lượng nó rất là trong sáng, nó rất là an lành. Khi mà ôm bé Max nhà em cũng vậy, em cũng cảm thấy là bao nhiêu cái muộn phiền, bao nhiêu nỗi lo lắng nó gác lại ở ngoài cửa nhà mình. Mình cho con mình được những cái ôm, những cái hôn, những cái động viên như thế thì chắc chắn là bé sẽ học được và bé sẽ thể hiện lại, giống như là chị Trinh đang làm với Luca. Dạ. Max bây giờ đang đi học hả em? Dạ đang đi học. Cái việc mà chọn trường cho bé em có cái tiêu chí gì không? Ví dụ như là ở chỗ đó các bạn phải hòa đồng, hoặc cái chỗ đó là phải khắt khe về dinh dưỡng. Em thì lại có một cái tiêu chí là em yêu cầu cái sân chơi nó phải bự. Một phần em thích điều đó, nhưng mà phần thứ hai em cũng thấy là con em thích điều đó. Em thấy là em cũng rút kinh nghiệm được từ ba mẹ của em. Ba mẹ của em rất là yêu thương và bảo bọc các con. Mình cũng có sẵn cái điều đó. Nhưng mà bây giờ là em phải cố gắng thoát ra khỏi cái gen của mình. Cái gen của mình được hưởng rất là nhiều những điều tốt đẹp, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng được hưởng một vài điều mà chưa chắc nó đã tương thích với cái thời đại bây giờ. Ví dụ như là cái sự bảo vệ tuyệt đối. Ba mẹ em bảo vệ em tuyệt đối. Và khi mà em chăm Max, em thấy em có cái điều đó. Lúc đầu thì Max ra công viên là Max sẽ không được đụng vào bất cứ một cái vật dụng nào, cái lá, cái cây, hay là ngồi xuống bóc miếng đất lên để nghiên cứu, để ngẫm nghĩ cái gì. Ảnh cũng làm những cái điều giống như những đứa trẻ khác là khám phá thế giới. Thì sao nó bỏ vô miệng thôi. Không thì em đẩy ra chị. Chị cũng sợ. Em đẩy ra, em không cho cầm, em không cho nắm. Nhưng mà khi mà một ngày em vô tình em không kịp ngăn cản, và em chậm lại một nhịp nha, em cố gắng em đừng có la lên, và em nhìn thì em thấy con em vui lắm, vui khủng khiếp luôn. Nó nhìn một cái nắm cát ở trên tay, trong đó không chỉ có cát mà còn có lá cây khô, có con kiến đang bò, rồi có những cái hạt đá nhỏ. Con nói mẹ, con kiến nó đang bò. Con kiến đi đâu vậy mẹ? Sao cái lá bên kia màu xanh mà cái lá này nó màu vàng mẹ? Thì bắt đầu mình cũng sáng tạo, nội dung mà. Bắt đầu mình sáng tạo, mình lồng ghép những câu chuyện cuộc sống vào. Con kiến đang đi tìm mẹ đó, thôi con thả bạn xuống để bạn về với mẹ đi. Rồi, cái lá này á, khi mà cái lá này nó đã xanh hết rồi thì nó sẽ chuyển qua màu vàng. Đó những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc sống này. Mình bắt đầu sáng tạo nội dung, nhưng mà ngầm trong đó mình cũng mong muốn cho con có những cái bài học cuộc sống mà mình chia sẻ. Thì mình cảm thấy là nếu như con mình nó được tiếp xúc với tất cả mọi thứ một cách tự do nhất, vô tư nhất, thì nó sẽ học được nhiều hơn. Một người mà đạp gió rẽ sóng quen rồi á, thì có một cơn mưa tới thì họ sẽ không hách gì. Nhưng mà nếu một người mà cứ ở trong nhà, đóng kín cửa nhà lại, an toàn tuyệt đối, không bao giờ tiếp xúc với vi khuẩn, không bao giờ tiếp xúc với bất cứ một loại bệnh vặt nào, thì khi mà có một cái bệnh nhẹ thôi tới thì họ sẽ gục luôn. Em nghĩ đây là cái mà em đang cố gắng điều chỉnh. Có nghĩa là em cũng học được rồi, nhưng mà đôi khi mình vẫn thấy trong bản năng của mình là rất là bảo vệ, và mình luôn nhắc mình là nới lỏng cái sợi dây bảo vệ ra một chút. Như vậy thì con sẽ cứng cáp hơn. Mà làm như vậy thì mới là yêu thương đúng cách. Mà mình thì đâu muốn con mình yếu đuối. Quyết định luôn là bây giờ tôi có được cái chủ đề của chương trình rồi. Chủ đề gì? Chị nói thiệt, chị có viết cho em một cái chủ đề giống như kiểu là ánh hào quang của người phụ nữ. Mình phải ghét là ánh hào quang đó, và mình sẽ tiếp nối cái công việc chăm con của mình rất khó khăn trên hành trình đó. Nhưng mà chị nghĩ giờ chị xé kịch bản rẹt, chị đổi kịch bản mới cho em qua những gợi ý của em dành cho chị. Vì em vừa mới khai sáng cho chị thêm một khái niệm rất thú vị mà chị hiếm thấy ai nhắc tới, đó là tự chích vaccine đề kháng. Mà ở đây không phải là chích vaccine cho em bé mấy cái vaccine cúm hay vaccine 6 mũi, vaccine cho mình đó. Vaccine đề kháng trước những cái nỗi buồn, trước những cái khó khăn mà mình chưa vượt qua được, nên mình tạm gọi nó là những cái thử thách lớn của cuộc sống. Nhưng mà sau khi mình nhìn lại mình thấy đây chỉ là một cái sự thử thách, một vài cái thử nghiệm, một con virus nhỏ để chống lại những cái đột biến khó khăn hơn. Có một lần em đọc một cái cuốn sách rất là hay, đó là chủ nghĩa khắc kỷ. Nó là một cái phương pháp sống giúp cho mình rất là logic và lý trí hơn. Vì khi mà mình để cảm xúc chi phối á, thì mình sẽ có thể dẫn đến những cái quyết định sai lầm. Phù hợp với những người mà khá nhiều tình cảm như em, dễ bị cảm xúc chi phối như em. Thì khi mà em đọc, nó có một cái phương pháp, đó là phương pháp tưởng tượng tiêu cực. Tưởng tượng tiêu cực là mình phỏng đoán trước những điều không như ý sẽ xảy ra. Dạ, đúng rồi. Nghe cái chữ tiêu cực thì tưởng nó tiêu cực, nhưng mà đối với em, cái tưởng tượng tiêu cực nó rất tích cực. Có nghĩa là mình luôn sống trong một tư thế chuẩn bị cho những điều không như mong đợi. Và khi mà những điều mà có không như mong đợi đến thì mình sẽ không bị bất ngờ, mình sẽ không bị hoang mang, mình sẽ không bị rối bời là bây giờ tôi không biết làm sao. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện, mà lần đầu tiên nó xuất hiện là ở trong đầu của tôi rồi. Cái lần mà thật sự nó xuất hiện chỉ là lần thứ hai thôi. Mà mình không phải là cái việc gì mình cũng ngồi mình tưởng tượng tiêu cực, nhưng mình có thể thực hành điều đó là khoảng vài tuần mình nghĩ lại một lần là nếu như mình không còn những cái điều kiện tốt đẹp lúc nào cũng chào đón mình thì mình sẽ làm sao? Em không có ai mời show hết, thì lúc đó em không có công việc, không thể kiếm tiền thì em sẽ làm cái gì? Nếu em nghĩ được tới cái mức đó thì cái ngày mà em không có việc gì để làm, em cũng không cảm thấy buồn chán hay không cảm thấy thất vọng. Phương pháp này có thể không phải là dành cho tất cả mọi người, nhưng mà sẽ có những đối tượng mà phù hợp, có sự chuẩn bị thì mình có cảm giác an toàn. Mà khi có cảm giác an toàn thì mình sẽ vững vàng. Chị thích Oanh như thế này quá. Thích hơn cả một nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên. Bởi vì đằng sau đó em đã rút được rất nhiều những bài học và khao khát được có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua việc mình đúc kết. Những điều mà em nói về phỏng đoán tiêu cực á, nó làm chị gợi nhớ đến những ngày mà chị chuẩn bị sinh em bé đó em. Cái chị lướt TikTok. Em biết chị coi cái gì không? Coi gì chị? Sinh non. Rồi đây, em bé bị ngộp thở làm sao? Sinh non đây, thực tế đây. Rồi em bé nếu mà bị viêm phổi thì làm sao? Nếu mà em bé mà bị hóc dị vật gì nọ các kiểu á thì phải làm sao? Rồi em bé mà lỡ mà bị khuyết tật mà mình không dự đoán được trước, rồi phải làm sao? Sốt cao rồi bị co giật mạnh quá làm sao? Cái chồng chị kêu chứ em làm gì á? Em suốt ngày coi ba cái tiêu cực. Em làm như vậy là em đang mang cái năng lượng xấu vào trong người của mình. Nhưng mà chị đó chị rất bình tĩnh. Chị nói không anh, em đang phỏng đoán. Nếu trường hợp con mình sau này không phải là lớn lên một cách bình thường mà bỗng nhiên nó bị hóc hoặc nó bị co giật và nó cắn lưỡi hoặc là nó có những trường hợp xấu xảy ra mà trong đó khái niệm của em không có hề thực tập trước và diễn tập thì em sẽ không thể nào mà xử trí kịp. Nên em muốn là diễn tập trước tất cả những hoàn cảnh này bằng tâm trí và đối diện với cái nỗi sợ lớn đó bằng cách là em sẽ thấy được nỗi sợ và em phỏng đoán ra nó đến từ đâu. Có cái cách nào để mà mình có thể ứng phó kịp với nỗi sợ đó và đi xuyên qua nó thay vì là mình vùi lấp nó và mình coi như nó không có tồn tại. Chưa bao giờ một người mẹ bỉm sữa nào có thể tự tin nói rằng là cái con đường mà mang thai sinh ra rồi đến khi nuôi con luôn luôn bằng phẳng cả. Cứ này nó không có cái này, nó có cái khác. Không có sốt thì lại có vấn đề về sức khỏe. Và khi mà mình dự đoán trước được những cái trường hợp đó, mình sẽ không còn bất ngờ. Và quả thật nó đã cứu mình rất nhiều lần. Tưởng tượng tiêu cực nó cũng cứu em một lần. Cái sự chuẩn bị dù cái điều đó chưa có tới. Có một lần cô Max bị ho, bị nghẹt mũi tới mức mà con lên cơn sủy, con thở không được, con cứ không thở được. Bé có bị tím tái rất là khủng khiếp, cái mặt đỏ lét hết luôn. Bây giờ mà gọi xe, bút xe rồi đi vào bệnh viện tầm 15-20 phút nữa thì đâu có kịp. Và em rất là hoảng hốt. Nhưng mà lúc đó thì cái phương pháp mà em vừa chia sẻ tưởng tượng tiêu cực đó, nó giúp em là bởi vì em đã mua sẵn một cái máy xông xuyển ở nhà rồi. Cái lúc đó thì em chưa có ráp cái máy đó vào thì em mới cảm thấy là ô, mình học tới đây vẫn chưa chuẩn lắm. Đáng lẽ mình phải học tới cái mức mà mình đã ráp sẵn cái máy rồi. Sẵn sàng 3 giây là xử lý. Khi mà con bị xuyển một cái là mình đem cái máy ra là mình xông luôn. Thì lúc đó là em bắt đầu em ráp. Trời ơi, chị biết là cái tay mình nó run mà ráp còn không vào liền nữa. Thì nếu như mà mình còn không chuẩn bị nữa thì làm sao mà kịp. Ráp vào đúng cái khớp là trời ơi, mừng quá, đưa vào miệng một cái, thở. Mình có mấy cái nước muối cộng với một cái loại thuốc khác, mình nhỏ hai cái nước đó vào trong cái máy xông. Thì Max xông tại nhà luôn. Và sau khoảng 5-10 phút là bắt đầu con thở lại bình thường. Thì mình thấy là ôi trời ơi, nếu như mình không có chuẩn bị cho cái việc này, mình không có mua cái máy xông về nhà, mình không mua sẵn thuốc để ở đó, thì lúc đó 15-20 phút con mình nó có thở nổi để đợi đến lúc mà vào bệnh viện hay không. Thì em thấy là chị Trinh rất là hay rồi, là đã tìm tất cả những cái phương cách để mà lỡ con có bất cứ một cái bệnh vặt nào là mình ứng cứu kịp thời ngay. Nên chị nghĩ là chúng ta không sai khi mình suốt ngày xem những cái video clip về những cái tình huống nó khó đỡ. Mình chỉ gieo vào mình những ý nghĩ tiêu cực. Khi mình xem xong mình không có giải pháp gì mà mình chỉ ngồi khóc. Mà nói trời ơi tội nghiệp quá, bây giờ làm sao đây? Nếu là mình không biết phải làm gì cả. Mình thật là bị ám ảnh với những trường hợp này. Lập tức chuyển hóa cái vấn đề, những cái bi kịch đó trở thành những giải pháp. Nếu là mình trong trường hợp này thì mình phải làm sao để con mình không bị bắt cóc? Nếu trong trường hợp này làm sao để mình không mất con? Làm sao để cứu bé khi bé bị những cái vấn đề cấp cứu này xảy ra? Và nó làm cho chị bị ám ảnh bởi việc mình phải làm việc chăm chỉ hơn, mình phải học nhiều hơn, mình phải có kiến thức tốt hơn trong việc nuôi con. Vì đây là ảnh hưởng tới một cái sinh mạng, một cái lý tưởng, một cái sứ mệnh của một con người khác, không còn là của bản thân mình nữa. Mưa rồi kìa anh, em thấy không? Trời ơi, sao mà lãng mạn như vậy chị? Dễ thương quá ha. Hồi nãy mình thấy là trời còn rực nắng. Mới có vài phút mình còn nói chuyện với nhau thì mưa ập tới. Mà ngộ lắm nha, mình ngồi ở đây á, em sẽ thốt ra là lãng mạn quá nhỉ. Thử hỏi bà mặc cái đầm này, bà đang đi giữa đường chạy xe máy xem sao, có phải là em vẫn ổn nha chị? Mưa gì mà mưa hoài gì gặp chị nha, chị nói mưa gì mà mưa hoài, tôi mới make up luôn. Đó, tức ghê gì đó. em vẫn sợ ổn nha. Hay vậy. Là cái đó là em vừa học từ câu chuyện em kể với chị về con em á. Là khi mà nó bóc cát nó chơi hay là trời mưa nó nhảy ra nó hứng mưa đó, là lúc đầu mình la làng la sớm lên, trời ơi con sẽ bị bệnh, con sẽ bị cảm. Nhưng bây giờ thì thôi mẹ cho con thử cảm giác đó khoảng chừng 1 phút nha. Còn chỉ mà đặt chỉ nữa là con có biết không, 1 phút là 60 giây. Và bây giờ mẹ sẽ đếm tới 60. Bắt đầu đếm. Mẹ đếm đi mẹ, mẹ đếm đi mẹ. Rồi bắt đầu chơi đếm từ 1 đến 60 rồi đi vô. Rồi bắt đầu là sẽ tắm sạch sẽ liền. Thì bây giờ nếu mà em bị dính mưa đó, em cũng sẽ lấy cái cảm giác của con em để mình không có bị bực bội hay là không có bị thay đổi tâm trạng chỉ vì một cơn mưa. Có nghĩa là nếu mà mình không có dù thì mình sẽ nhảy với cơn mưa. Đúng rồi. Đó là điểm khác biệt giữa người sẽ trách người khác là chị thì sống trong hạnh phúc, chị có điều kiện, chị biết gì, chị nói cái gì cũng đúng hết. Nắng là sự trừng phạt vì làm cho tôi bị thiêu đốt gay gắt quá. Mưa thì là quá ẩm ương, nó không làm đồ khô được. Mọi thứ đều đang trừng phạt tôi. Tại sao số tôi lại khổ thế này? Sao điều kiện nào tôi cũng không thể tồn tại được? Với những người sẽ nói rằng là mưa hay là nắng, tôi đều học được cách trân trọng những thứ mà thời tiết đó mang lại. Họ sẽ luôn cảm giác là cuộc sống không có đang trừng phạt họ. Nắng thì họ sẽ nói là hôm nay là một ngày thích hợp để đi cắm trại, để đưa con đi chơi. Mưa họ sẽ bảo là cơn mưa này á thích hợp để mình đi ngủ. Nó sẽ rất là mát dịu và chữa lành. Vậy cái bí quyết ở đâu để chúng ta có thể thay đổi, để nhìn là cuộc sống này nó đang là một phần thưởng với mình nhiều hơn, để mình không bị rơi vào cái bẫy của sự trầm mặc? Em chẳng có bí quyết gì, nhưng mà em hay nghe pháp thoại. Mình thấy có những cái cách rất là hay, nó không phải của mình mà nó chỉ là những cái gợi ý cho mình tham khảo. Nó cũng giống như là một cơn mưa hay là những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại sao mình phải định nghĩa nó? Tại sao mình phải định nghĩa là ồ nắng thì rất là nóng, mưa thì rất là dơ ướt, khó chịu? Mình hãy nhìn nó như là một cái điều diễn ra bình thường trong cuộc sống này, và mình đừng có đặt cái cảm xúc của mình vào, hay là mình đừng có định nghĩa nó, thì mình sẽ thấy nó không có cái gì hết, nó không có cái gì mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình hết. Hoặc là nếu mà nghe khó hiểu quá thì mọi người vẫn sẽ quay lại với cuốn sách yêu thích của em, đó là cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Là trong đó họ có một nguyên tắc gọi là nguyên tắc tam phân. Trong cuộc đời này có 3 dạng vấn đề. Dạng vấn đề thứ nhất là mình có thể hoàn toàn kiểm soát được. Ví dụ như hôm nay hai chị em mình mặc đồ đẹp hơn, lung linh hơn, mặc đồ gì, cái mục tiêu mà tôi đặt ra trong năm nay là gì. Cái vấn đề thứ hai là những vấn đề mà mình chỉ có thể kiểm soát một phần thôi. Vậy ví dụ thì... như mập đúng không em? Là mình có thể ăn hoặc không ăn là do mình một phần. Cái này nếu mà chị đặt vào cái mục tiêu của chị á, thì chị sẽ kiểm soát được. Đồ ăn ngon lắm em, chị không kiểm soát được. Vậy thôi chị đặt ở cái phần mà kiểm soát một phần đi. Đúng rồi. Và cái thứ ba là những cái việc mà mình hoàn toàn không thể kiểm soát được, như là trời nắng, trời mưa. Ủa vậy tại sao phải bực? Mình đâu kiểm soát được đâu. Mình sẽ có những lúc rất là nhỏ bé trước thiên nhiên, và những cái vấn đề đó mình không kiểm soát được. Hãy chấp nhận là mình không kiểm soát được. Đừng có chống đối, đừng khó chịu, và đừng có cố chấp thay đổi những điều mà mình không thể kiểm soát được. Max từ nhỏ chắc chắn cũng đã được em chuyển tải những năng lượng này, và bé đã có những hồi đáp như thế nào khi em cảm thấy rằng là thật là may mắn vì chúng ta đã gặp nhau? Em thấy từ những câu chuyện mà em vừa kể với chị á, thì em thấy là ít nhất là Max cũng học được một chút xíu. Đó là khi mà con té đó thì con sẽ không có đợi mẹ đến bế nữa, mà bây giờ khi con té thì con sẽ nói là không sao đâu mẹ, không sao đâu mẹ, I'm strong, con mạnh lắm. Có nghĩa là mình đã làm điều đó với con. Cái lúc mà hồi xưa con té thì mình bảo là con có sao không, nhưng mà mẹ biết là rồi sẽ ổn, it's okay, không sao, đôi lúc mình chạy mình phải té chứ. Thì bây giờ con nói ra những điều đó với mình mà không có đợi mẹ an ủi, thì em thấy đó cũng là một cái hay. Max có phải là một đứa trẻ hiểu chuyện không em? Có cả những lúc hiểu chuyện và có cả những lúc vô lý. Bình thường một em bé thì không thể nào mà như người lớn được. Thậm chí người lớn còn nhiều lúc mình cũng vô lý vậy. Thì ngày trước con rất là dãy nảy, con khóc, con cứ dãy nảy và con khóc, và mẹ không có hiểu ý con, mà con cũng không đủ ngôn ngữ để diễn đạt cho mẹ biết là con đang gặp vấn đề gì. Thì lúc đó em sẽ ngồi kế bên và em bảo là con đang buồn đúng không? Nó lắc đầu, không phải. Con đang tức giận lắm đúng không? Lắc đầu, không phải. Thì mình lại cố gắng mình diễn dịch theo kiểu khác. À, con đang muốn là cái bạn khủng long này phải ngồi trên cái xe kia đúng không? Thì gật đầu. Có nghĩa là mình sẽ tìm mọi cách để mình gọi tên cái cảm xúc và cái mong muốn của con. để nói thay cái tiếng nói của con. Nếu như mà con không nói được và con cứ dãy nảy, con cứ bực bội, bây giờ em cố gắng dạy cho Max cách là khi mà con tức, con không cần phải la lên, con không cần phải dãy nảy hay khóc nước mắt dàn dụa ra và nhõng nhẽo. Con là một chàng trai mạnh mẽ mà. Nếu mà con buồn, con có thể nói với mẹ là mẹ ơi con buồn cái này lắm, hoặc là con tức cái này lắm. Thì bây giờ thấy cậu cũng bắt đầu có những cái biểu hiện bình an hơn. Có nghĩa là không có phải là khó chịu cái là bực bội liền, mà là ra mẹ hôm nay con tức, con giận mẹ lắm. Sao vậy? Nhưng mà nói một cách bình tĩnh nha chị. Tại vì con đã nói với mẹ rồi là con muốn bạn này phải đi với bạn này, mà mẹ lại cho bạn này đi với bạn kia. Xong rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ giải thích với con và mình sẽ chia sẻ. Và khi mà hai người nói chuyện như vậy á, thì đột nhiên mình sẽ tạo một cái mối liên kết, mối quan hệ với con, để con thành một cái thói quen. Và sau này con có cái gì á, con cũng sẽ dùng lời nói hay dùng những cái gì mà nó nhẹ nhàng nhất để nó thể hiện tâm trạng và mong muốn của con, hơn là cái sự mà đòi hỏi hay là bực bội. Với một em bé quá cá tính thì mình không có dạy theo kiểu áp đặt được, mà mình chỉ có thể làm bạn, đồng hành, mình đưa ra lựa chọn. Còn lựa chọn kiểu gì á là con làm, và mình chỉ có thể nói cho con biết là nếu mà con chọn cái một á thì có khả năng là như thế này, con phải chuẩn bị cho cái vấp ngã hay ra sao. Cái thứ hai thì cũng sẽ có những vấn đề khác, con phải chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất là gì. Còn cậu bé này cá tính đến mức mà bây giờ cái quần, cái áo cũng phải tự lựa riêng, tự kết hợp màu sắc riêng, ngồi cái chỗ nào để chơi á cũng phải đúng cái đó. Ôm con thì ôm bên này hay là ôm bên này cũng vậy, nhưng mà Max là mẹ phải ôm con bên phải để thích bên đó, rồi mẹ đắp cho con cái mền là phải bên cái hình này chứ không phải là bên cái hình kia. Chị có thể gạch đầu dòng điều này rất hay cho các mẹ bỉm sữa, là mình tôn trọng con bằng cách là mình có thể lắng nghe bé nhiều hơn, ở cùng một cái vị thế với bé, có thể là ngồi xuống và như một người bạn, và không cố gắng áp đặt những cảm xúc của con. Con đang buồn rồi con phải vui lên, nín khóc ngay, im, hay là không la lối nữa, mà mình hãy đồng hành với cảm xúc của bé ít nhất là 3 phút. Đến khi mà cảm xúc của nó đi qua, bạn sẽ hiểu được nguồn gốc của cảm xúc đó là gì. Nhiều khi nó không phải là đang quấy, đang giận, mà là đang bị tổn thương hoặc đang đói. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, nó không có ý làm phiền mình, nó chỉ là đang bộc lộ cái nhu cầu được an toàn mà thôi, mà nó chưa có trong thời điểm mà nó khóc. Thì việc mà em đang làm với Max á, chị cảm thấy rất là ấm áp. Em đã làm rất tốt vai trò người mẹ của mình, nên chị có quà nho nhỏ dành cho em. Có quà hả chị? Thích quà vậy? Quà này dễ thương nho nhỏ thôi, em nhót lại đi. Trời ơi, nhắm mắt nữa hả? Trời ơi, lãng mạn quá. Em cảm giác như hai chị em mình đang một cuộc hẹn hò vậy đó. Mình đang hẹn hò. Trời ơi, vào một cái quán rất là xinh, trời đổ cơn mưa xuống. Ôi rồi có nhạc du dương Rồi, em yêu ơi, mình có quà đây, và đây là món quà rất là lớn trong cuộc đời của em. Đây có phải là món quà lớn nhất trong đời em không? Dạ, đúng là như vậy ạ. Dạ, những gia đình, những người bạn thân thiết là những món quà rất là lớn trong cuộc đời của em. Em biết tại sao em khung hình không? Tại vì chị nhận ra nhu cầu của chị ở nhà đó, chị nghĩ là chị up lên Facebook hoặc là up lên điện thoại á, là mai mốt chị coi lại cái một. Nhưng sau đó tự nhiên Facebook bị hack, xong rồi chị mất cái điện thoại, xong rồi chị muốn tìm lại cái hình đó, nó đã bị thay thế một cái hình khác mình chụp gần đây. Những cái hình mà chị rửa ra trong một lúc vội vàng nào đó, đó lại là những chứng cứ duy nhất chị có thể giữ lại của cái thời đại học, cấp 3, hồi nhỏ. Nên chị nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, dù công nghệ phát triển như thế nào, chúng ta cũng cần những cuốn album, cần những cái khung hình đặt ở một vị trí nào đó quan trọng trong cuộc sống, và mình nhìn lại để mình biết thứ gì đã là động lực cho mình đi tiếp. Cảm ơn chị. Thật sự thì đây là món quà rất là phù hợp với em, với một cô gái sớm như em. Đây là dịp mà Max ăn sinh nhật hả? Dạ, hôm nay là Max ăn sinh nhật của mẹ Oanh. Cảm ơn chị Trinh rất là nhiều vì món quà ý nghĩa này. Cái tiệc sinh nhật này lại là một cái tiệc mà nó khá đặc biệt tí xíu. Tại vì bình thường mình sẽ đi ăn sinh nhật với những người bạn thân của mình, nhưng mà cái đợt này là em ăn sinh nhật với gia đình và những người cộng sự của em. Em muốn chia sẻ và thật sự là muốn nói cho họ biết rằng em rất là biết ơn họ. Bởi vì những người make up nè, stylist, photographer, những người làm mạng xã hội cho mình, tất cả những người bạn đồng hành với mình trong công việc, họ là những người rất là thầm lặng. hoặc là những người mà không được mặc những bộ quần áo lộng lẫy, make up thật là đẹp, đứng lên sân khấu rồi hào quang ánh đèn chiếu vào họ để cho tất cả mọi người thấy. Nhưng mà chính nhờ họ mà chị em mình mới được đẹp và mới được tự tin như vậy để xuất hiện. Em muốn gia đình em, bố mẹ em, con trai của em được gặp những người cộng sự này và coi họ như những người thân trong gia đình. Bởi vì nhờ có họ mà em mới có cái thành công của ngày hôm nay trong sự nghiệp của mình. Khái niệm win-win và đồng hành cũng như sự biết ơn cũng chính là từ khóa mà Oanh vừa mới cho Trinh. Trên bước đường của Oanh đi, bao giờ cũng có sự yêu thương hết. Ồ, sóng đã lên rồi. Đúng là không có lúc nào rồi, cũng... gió lên rồi. Đến đây ngồi hát cho đời. Đây là một cái đoạn trong ca khúc Nơi Bình Minh Đầy Nắng. Cả trong ca khúc Nơi Bình Minh Đầy Nắng mà cũng có sóng, có gió đó. Cho nên là em nghĩ là mưa gió, nắng mưa là chuyện rất là bình thường của cuộc sống này. Mình vừa mới thấy đây mà, đúng không? Hồi nãy mình ngồi thì nắng đẹp, bùm cái mưa lát nữa sấm lên. Tính ra là một sự thú vị. Mình có thể chị Trinh ngồi với người khác chỉ có nắng thôi, nhưng mà em với chị Trinh hôm nay ngồi là vừa có nắng, vừa có mưa, vừa có gió. Rồi khi mà chụp hình lại mới thấy cái cửa sổ mở của nhà mình á, nó giống như là một bức tranh. Mà cái bức tranh đó, cái view nó luôn luôn đổi. Có khi thì cái nhà này còn ở đây ít bữa cái nhà đó mất, cái cây đó bị đốn hoặc là thay thế bằng một cái building khác. Có bữa thì mình đã thấy con người di chuyển như thế nào, có con mèo đi qua. Chị rất thích những cái khung cửa sổ mở hoặc là nhà mà có ban công mà có thể nhìn ra một cái view lớn. Vì chị nhìn ra là một bức tranh này á chưa bao giờ trùng lặp. Giống như cái khái niệm nhất kỳ nhất hội cuộc sống á, một khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần trong đời. Quan trọng là lòng mình phơi phới khi mình nhìn ra cái khung cảnh thay đổi đó. Dạ đúng rồi. Em đâu có sợ sự thay đổi đâu đúng không? Hồi xưa em sợ lắm. Em là một đứa sống rất là ổn định. Mình rất là sợ những cái sự thay đổi. Và thậm chí là mình không có khả năng thích nghi với sự thay đổi luôn. Nhưng mà bây giờ khi mình biết cuộc sống là luôn luôn thay đổi thì mình nhẹ nhàng, mình go with the flow. Chị nghĩ có một thứ rất là ổn định, đó chính là sự không ổn định. Em có bao giờ nghĩ là thí dụ một ngày nào đó Max đi du học ở Mỹ, em ở đây mình tuổi 50 mấy, mình cũng bớt đi làm lại rồi, mình ở nhà một mình, gia đình lúc đó cũng có những cái dự án riêng, họ sẽ không còn bên cạnh mình nữa, em có buồn không? Dạ theo những gì mình nói. Trời ơi, em đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu rồi chị Trinh. Em đã dự đoán trước tương lai. Sinh Max ra thì em đã nghĩ ok, sẽ tới một ngày cô cậu sẽ phải đi du học nè, có cuộc sống riêng nè. Các bà chị lớn có nói với em là khoảng 12 tuổi, tuổi dậy thì thôi là con đã thích chơi với bạn hơn là chơi với mẹ rồi. Em không biết sao em lại cảm thấy là em có cái linh cảm thôi, khi mà em 50 chắc là em sẽ quậy lắm. Tại vì cái tuổi thơ của em á, em nghiêm túc quá. Trẻ không chơi già là quậy lắm đúng không? Đó. Thay vì mình cái tâm thế của mình là trời ơi con của mình nó sẽ bỏ mình đi du học, mình sẽ không có ai để mà chơi với mình, thì bây giờ mình đổi thành cái tâm thế là ồ mình đã lo cho nó xong rồi nha, mình hoàn thành trách nhiệm của mình rồi, và bây giờ cuộc đời của con là của con nhé, con sẽ đi học nhé, con sẽ tự quyết định những cái công việc trong tương lai nhé, và bây giờ tới lúc mẹ sẽ sống một cách rất là tự do thoải mái ha. Lúc đó thì chắc là mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình. Và em cũng thích là đi du lịch vòng quanh thế giới nè, khám phá thế giới nè. Lúc đó biết đâu mình lại học một cái bộ môn nào đó mới. Lúc đó mình sẽ có những cái hoạt động cộng đồng để giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Em luôn hình dung em là một bà già rất là giàu có và xinh đẹp. Để lúc đó mình dư năng lượng và dư cái hạnh phúc cũng như là những kinh nghiệm để mình cho đi. Mình sẽ giúp đỡ cho cộng đồng được nhiều hơn. Mình sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và yêu thương cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Sống một cuộc đời rực rỡ cũng là tên podcast mà em đã dành rất nhiều tâm huyết để làm, với sự có mặt của nhiều chị đẹp ở những số đầu tiên. Chị rất là thích podcast đó. Em còn nghĩ là 70 tuổi mới là đỉnh cao rực rỡ của em mà. Cho nên chị yên tâm, lúc đó có thể là hai chị em mình rủ nhau đi chơi, đi đua Luca với Max là nó lấy vợ rồi, đi đua luôn. Đùa luôn. Chị phải đọc cái cuốn sách Sống Mạo Hiểm Một Cách Cẩn Thận của Mia Musk. Hay và nha. Mia Musk là mẹ của tỷ phú thế giới Elon Musk. Bà sống một cuộc đời rất là hay. 70 mấy tuổi mà bà vẫn rất là rực rỡ. Và bà là người truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Nên là em nghĩ là chị em mình cũng sẽ như vậy đấy chị. Em 70 tuổi quay trở lại, mình không uống trà hay là uống trà sữa nữa. Mình vô bar mình quẩy đấy. Mình lái jet ski ra biển ngắm hoàng hôn. Mình tới đảo nào đó mình cùng nhau ngồi cắm trại, nướng cá, câu cá, đúng không? Wow, cuộc sống này rất là tươi đẹp. Khi mà mình yêu được tất cả những cái điều không hoàn hảo thì cuộc sống nó sẽ nằm trong bàn tay của mình. Mình sẽ làm cho nó đẹp, mình sẽ làm cho nó vui, mình sẽ làm cho mọi người xung quanh của mình hạnh phúc hơn. Mình không phải là người chờ đợi những điều đó xảy ra, mà mình sẽ là người tạo ra những điều đó. Thấy không mọi người, cái bánh rất là đẹp, rất là hoàn hảo mà không có cắn cái miếng nào hết thì không có trọn vẹn. Bây giờ mình làm cho nó bớt hoàn hảo đi. Chị phải ăn với em nha. Đúng, mình phải ăn. Biết tại sao không? Tại vì tất cả những thứ đẹp đẽ trên đời này được làm ra để mình làm cho nó không hoàn hảo. Tại vì nó phải khuyết miếng vậy nè, hoặc là nó phải bị sắn một tí thì nó mới là một bánh đó, nó phải đổ gục xuống, không sao hết. Nó đẹp quá thì là đồ giả. Mẹ Luca mạnh bạo nha. Chị phải xô đổ cái đẹp đẽ này. Chị ơi, chị mạnh mẽ quá. Nó chua nha, nhưng ở dưới cái chua nó có cái ngọt nhẹ, thấy không? Sẵn là phải ăn, là phải uống trà sữa, là phải trò chuyện với những người bạn mình thương. Cái thời tiết nào cũng là thời tiết đẹp nếu mà lòng chúng ta vui. Mọi người ơi, hôm nay á giống như Trinh được nghe sách nói vậy đó. Tại vì á, Oanh giúp cho Trinh học ít nhất là 4-5 cuốn sách trong ngày hôm nay nè. Mà là bà tóm tắt, bà review rất là sống động, còn đưa câu chuyện của Max vô nữa. Chết rồi, chắc mai mốt em phải làm một cái vlog review sách. Ê, hợp với em đó. Từ việc là em hiểu được cái nỗi buồn nó có cái hình thái như vậy, nhưng mà hồng mình chưa hiểu làm sao để có những hướng giải quyết tốt, thì em đi đọc sách và em hệ thống nó lại thành những cái định nghĩa và những cái lý thuyết mà mình có thể rất dễ dàng để đưa vào ứng dụng thực tiễn. Thì Trinh nghĩ rằng là ngày hôm nay các bạn của chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian thật là chill, vừa lắng nghe tiếng mưa nhẹ nhẹ, vừa có thể ngắm gương mặt lung linh rạng rỡ khi kể về những điều hạnh phúc cùng con trai của mẹ Max đó. Và mong rằng các mẹ ơi hãy luôn luôn giữ sự an yên này nha. Cảm ơn Hoàng Oanh đã cùng đến với chương trình Gặp Nhau Khi Con Ngủ. Và Luca cũng chuẩn bị hết rồi, em phải chuẩn bị đi hút sữa đây. Mọi người hẹn gặp lại mọi người trong podcast tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, ăn bánh tiếp. Ơi, bánh này ngon quá nha, dữ dội nha. Trời ơi, vẫn còn sổ mũi, nước mũi nó vẫn chảy xuống mà mình cố gắng hít vô. Vừa nói vừa hít. Ngon bụng. Nhi ơi, cho chị thêm miếng khăn giấy. Chắc là tôi khỏi ăn trưa quá. Ê chị, mấy giờ vậy hả? Mấy giờ mọi người hả? Xong rồi đó. Quán này xong là chị tăng 2kg.